Được tử vi mến chào các bạn. Chúc bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 24 tháng riêng năm Nhâm dần. Ngày này là ngày Mậu Thân, tháng Nhâm dần, năm Nhâm dần. Và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần. Phải ngũ hành, ngũ hành nên mệnh đại dịch thổ ngày mậu thân tức can sinh chi nghĩa là thổ sinh tua kim và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại dịch thổ kỵ tuổi nhâm dần giáp dần ngày thổ hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày thân lục hợp với tỵ tam hợp với tý và thìn thành thủy cục xung với dần hình dần hình hợi hại hợi phá tị và tuyệt mão vài tuổi xung khác trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh dần giáp dần tuổi xung trong tháng tuổi canh thân bính thân bính dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao minh tinh tốt mọi việc sao nguyệt giải tốt mọi việc sao giải thần đại cát tốt cho việc tế tự tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao phụ hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành. Sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao xấu trong ngày gồm có, sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Và sau đây mà các bạn muốn xem từ vị trí tiếp 12 con giáp thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Từ vi tuổi Tý thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn có được một ngày vô cùng là suôn sẻ, thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi tí có được sự hài hòa giúp cho công việc của bạn trở nên trôi chảy và thuận lợi hơn rất chi là nhiều. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tí đang gặp được ngày của chính quan trợ mệnh điều này cũng cho thấy năng lực của bạn được thể hiện một cách rõ nét và xứng đáng được ghi nhận từ phía cấp trên, bạn bè và đồng nghiệp nữa. Với những khởi đầu đầy hứa hẹn cho bạn tuổi tí báo hiệu cho bạn có được tương lai sáng lạn đang đến rất gần với mình nữa nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng tốt đẹp hơn trước khi trong ngày đang có được kim sinh cho thủy vượng. Ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, có được cơ hội gặp gỡ những đối tượng phù hợp với mình và cơ hội để cho hai bạn thành đôi là rất cao nữa. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này, sức khỏe của bạn cũng được bình ổn, không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh corona tràn lan như thế này, bạn cũng nên hạn chế tới chỗ đông người sẽ tốt hơn cho mình nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc khởi đầu được thuận lợi, suôn sẻ, từ vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn nam quan độc thân có được cơ hội gặp được người ưng ý, từ vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình hài hòa, êm ấm, từ vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để luôn được khỏe mạnh, từ vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tăng cường mối quan hệ xã giao sẽ giúp ích cho sự nghiệp của bạn về sau này. Và đánh giá của ba tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số 2 mà may mắn, số 24, số 67, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thìn, tuổi sửu. từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay sự lơ là, thiếu đi tập trung có thể khiến cho bạn mắc phải sai lầm khi xử lý công việc và hậu quả là vô cùng khó lường đối với bạn tuổi Sửu nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng là thuận lợi. Đôi lứa có thể tính tới chuyện về chung một nhà sau khoảng thời gian cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió thử thách vừa qua nữa nhé. Và xem tử vi cũng chỉ ra rằng Ngày hôm nay là ngày 24 tháng riêng năm nhâm dần. Nếu như bạn tuổi Sửu có công việc cần phải xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bạn nên chọn giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn, cầu tài đắc tài, cầu lộc được như ý nhé vài câu quyết cho bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim trở nên lơ là chủ quan kéo lại gây ra sai lầm đáng tiếc từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy đôi lứa có thể tính tới chuyện về chung một nhà nữa rồi. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên chú ý tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ gia đạo được an in trên dưới hòa thuận. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc nên chọn giờ tốt hướng xuất hành tốt để mưu sự công việc cho mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 85, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi dần, thứ năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần ạ chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi điều này sẽ làm cho bạn tuổi dần phải đối diện với không ít những trông gai trở ngại trong ngày hôm nay với những bất đồng nảy sinh giữa bạn với bạn bè đồng nghiệp ở nơi làm việc làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng nặng nề hơn rất nhiều nhé và ngày thứ năm này với bạn tuổi dần sự nhanh nhẹn đa miêu túc trí của mình với bạn sẽ nhanh chóng tìm ra được phương án giải quyết cho vấn đề một cách nhanh gọn đặc biệt là với sự giúp sức của thiên ấn chiếu mệnh cái điều này cho thấy đối với những bạn đang làm trong những lĩnh vực như là nghề thuật dịch vụ ngành nghề tự do có thể dễ dàng được tỏa sáng với tài năng của bản thân mình và nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh nữa. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, mối quan hệ giữa bạn với nửa kia lại không được mấy hài hòa khi trong ngày đang gặp ngày có kim khắc mộc như ngày hôm nay với những bất đồng khiến cho đôi bên nảy sinh sự căng thẳng tranh cãi với nhau và nếu như hai người không hạ bớt cái tôi của mình xuống thì rất có thể sẽ làm cho bầu không khí trở nên nặng nề ảnh hưởng tới các thành viên trong gia đình đặc biệt là con nhỏ nhé còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp ngày có kim vượng. Điều này cho thấy đối với những bạn đang có bệnh tiền sử thì cần phải chú ý giữ gìn về sức khỏe của mình nhiều hơn, tránh tình hình bệnh tật phát sinh ảnh hưởng không ít tới sức khỏe của mình về câu quýt cho bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có sự bất đồng nảy sinh, bầu không khí tập thể trở nên nặng nề hơn. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nhanh chóng khẳng định được năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc gia đạo bất hòa khuấn được an in từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên chú ý tới sức khỏe của mình, bồi bổ để nâng, sa, nâng cao sức khỏe cho bản thân. Và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 99, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi hỏi, tuổi ngọa, tuổi Tuất từ vi tuổi Mão thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là bà tuổi Mão đang có được sự giúp sức của chính ấn chiếu mệnh điều này cho thấy với bà tuổi Mão đang có được cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình và đạt được những thành tích rất đáng ngưỡng mộ trong ngày hôm nay. Bạn mạnh tuổi Mão sẽ nhanh chóng có được sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp trong ngày này nữa nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình cảm của bạn lại đang có điểm báo sẽ gặp phải không ít những trở ngại trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có Kim Mộc xung khắc các cặp đôi vì thiếu đi sự quan tâm mà trở nên xa cách. Đây chính là cơ hội để cho người thứ ba có thể chiên chân vào giữa hai người. Bạn cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau. Đừng có để cho đến khi quá muộn rồi, bạn hối hận cũng không kịp nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi Mão, nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, cầu tài được như ý. Theo Hải Thượng Lạn Ông, hôm nay là ngày 24 âm lịch, nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dung minh đại tràng. Vì vậy với bạn tuổi Mão cũng không nên làm tội thương, va chạm, mộ xỉa, châm trích ở các vị trí này. Vài câu quyết cho bạn thủy Mão trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên, từ vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa đề phòng có kẻ thứ ba chiên chân vào mối quan hệ của hai người, từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ có được cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình, từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc mối quan hệ gia đình không được máy hòa thuận. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim không nên tác động lên vị trí nhân thần trong ngày hôm nay và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 20 số 71 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu xanh dương màu đen quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mùi tuổi tuất vi tuổi thìn thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông, suôn sẻ hơn rất nhiều. Với bạn tuổi thìn có được cơ hội gặp gỡ đối tác, ký kết được những hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay nữa nhé về phương diện tài lộc của bạn tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh điều này cũng cho thấy bạn mệnh sẽ có khả năng có được khoản thu nhập không hề nhỏ trong ngày hôm nay đặc biệt là đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán làm nghề tự do có được vận may tìm đến tiền bạc đổ về túi ầm ầm nữa Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân, có thể sẽ gặp được nhân duyên của đời mình một cách tình cờ và đầy bất ngờ. Bạn hãy mở lòng mình và cho đối phương cơ hội được tiếp cận và tìm hiểu thêm về nhau nữa nhé vài câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa học cách lắng nghe và chia sẻ để thấu hiểu về nhau hơn từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ vận may tìm đến tiền bạc ùn ùn đổ về nhà từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mở lòng với đối phương và bản thân mình để cho cả hai cơ hội để được yêu thương. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, công việc được thuận lợi, suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, sức khỏe được dồi dào, không lo ốm bệnh. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 78, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tí, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thân tỵ tương phá điều này làm cho bạn tuổi tỵ phải đối mặt với không ít những rắc rối không chỉ trong công việc mà cả chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay nữa với những quan điểm bất đồng nhau khiến cho mâu thuẫn giữa đôi bên ngày càng lớn hơn và bầu không khí làm việc trở nên ảm đạm hơn rất chi là nhiều nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ cũng đang có sự xuất hiện của tị kim chiếu mạnh. Điều này cho thấy bạn cần phải tránh xa những chuyện thị phi, bao đồng ở nơi công sở, tránh tranh quyền đoạt lợi, kéo lại rước họa vào thân lúc nào chẳng hay. Và tốt nhất là bạn nên tập trung vào công việc, tránh xa sao nhãng, ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu suất công việc lúc này của bạn nữa. Cách chuyện tình cảm của bạn tuổi tỵ trong ngày này cũng không được mấy khởi sắc khi bạn đang gặp ngày có họa khắc với kim. Các cặp đôi vì quá bận rộn tới chuyện cá nhân mà quên mất việc dành thời gian quan tâm tới nửa kia của mình cho nên mối quan hệ cứ ngày một xa cách hơn nhé. Ngày này với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang chịu ảnh hưởng của sao thất tinh chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn cần phải đề phòng về chuyện tiền bạc kéo lại mất trộm, mất cắp và không nên cho vay mượn kéo lại tiền mất tật mang không tránh được nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tránh xa thị phi kéo lại rước họa vào thân, từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nên tập trung vào công việc tránh để xảy ra sai sót, từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc mối quan hệ trở nên xa cách thiếu đi sự quan tâm tới nhau, từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim mâu thuẫn bất đồng khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề ảm đạm từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy sức khỏe có dấu hiệu được cải thiện đáng kể hơn tuy nhiên trong ngày cần phải chú ý về tiền bạc đề phòng bị mất cắp trộm cắp vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 77, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi xỉu, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có kiếp tài giáng mệnh. Điều này làm cho bạn cần phải đề phòng hao hụt về tiền bạc trong ngày hôm nay có tiền trong tay hãy nhớ là biết giữ chặt lấy đừng có để cho người khác có cơ hội cướp đoạt hay là bị trộm cắp nhé với bạn tuổi ngọ trong ngày này đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để cho bạn đưa ra những quyết định về đầu tư mạo hiểm, bạn sẽ khó tránh khỏi những rủi ro, thất thoát. Bạn cần phải xem xét và cân nhắc mọi việc cho thật kỹ càng. Đừng có để cho lòng tham chia mở mắt mình. Hôm nay cũng không phải là một ngày may mắn nếu như bạn tham gia các trò chơi có thưởng hay là trò đổ điên nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân có thể sẽ phải đối diện với không ít chuyện buồn lòng khi trong ngày đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Lời tỏa tình của bạn không được chấp nhận khiến cho bạn cứ mãi phải ôm trái tim cô đơn mà đau khổ. Về phương diện sức khỏe của bạn từ ngoại trong ngày này cũng không được tốt to lắm, có lẽ là do thời tiết, cũng có thể là do áp lực công việc mà làm cho bạn phải lo lắng nhiều, ăn không ngon, ngủ không được in giấc. Bạn nên bồi bổ những thức ăn có đầy đủ dinh dưỡng, kết hợp với vận động thể dục thể thao hợp lý, thay đổi lối sống lành mạnh hơn sẽ giúp bạn được cải thiện sức khỏe nhé về câu quyết cho bạn tuổi ngọa trong ngày này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn tử vi tuổi bính ngọa thuộc mệnh thủy cân nhắc thật kỹ càng các vấn đề liên quan tới tiền bạc tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa cẩn thận trong việc đầu tư đề phòng bị thất thoát mất mát về tiền của tử vi tuổi canh ngọa thuộc mệnh thổ không nên lơ là chủ quan về sức khỏe của bản thân tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc đối với những bạn đang còn độc thân chưa tìm được người để kết đôi. Vài đánh giá của bà tử ngoại trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 69, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt, tuổi mùi. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này tác động không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, khiến cho bạn tuổi mùi phải đối mặt với không ít những tin xấu trong ngày hôm nay. Cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn gặp nhiều trục trặc, tiền bạc sẽ bị thất thoát vì những quyết định sai lầm của mình từ trước đó gây ra. Và đây chính là lý do bạn mệnh tuổi mùi luôn cần phải tỉnh táo và cẩn trọng trong từng quyết định của bản thân mình. Sự hiếu thắng khiến cho bạn phải đối diện với những hậu quả không lường trước được. Bạn cần phải học cách sống khiêm tốn, lắng nghe những lời khuyên của những người có kinh nghiệm đi trước để có được những bài học cho bản thân mình. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày tháng năm này, cái chuyện tình cảm của bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy tình cảm lứa đôi hứa hẹn sẽ có được những bước tiến triển vượt bậc. Bạn và người ấy sau bao nhiêu trở ngại, rong gió thì cuối cùng đã được về bên nhau. Cả hai cũng có thể tính tới chuyện về chung một nhà nữa rồi. Còn về phương diện tài lộc của bà tuổi mùi trong ngày này, tài lộc của bạn ở mức bình thường. Đối với những bạn làm công ăn lương thì có được thu nhập ổn định. Nhưng đối với những bạn kinh doanh buôn bán cũng có lộc thu về nhưng chưa có được sự đột phá. Bạn cần phải kiên trì hơn nữa nhé. Về câu quyết cho bà tuổi mùi trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, lắng nghe lời khuyên từ những người đi trước có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp cho bạn có được sự lựa chọn đúng đắn từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tiền bạc bị thất thoát vì đưa ra quyết định sai lầm từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm lứa đôi có được sự khởi sắc hơn từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc tỉnh táo và cẩn trọng trong từng hành động của mình và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 19, số 89, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc khá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi mão. Từ vi tuổi thân, thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang có được báo hiệu trải qua một ngày không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc khi trong ngày bạn đang gặp được thiên tài ghé thăm ngày này với bạn tuổi thân nguồn thu nhập phụ của bạn gia tăng một cách đáng kể nhờ vào nghề tay tái cũng có thể là cái việc kinh doanh buôn bán ở bên lề thu được kết quả khả quan về tiền bạc nhé với bà tử thân trong ngày này, bạn hãy vận dụng sự nhạy biến, linh hoạt của mình và chấp lấy cơ hội phát tài ngay trước mắt mình. Chắc chắn bạn sẽ thu về được một khoản không hề nhỏ, đừng có bỏ lỡ chúng để rồi sẽ cảm thấy hối tiếc về sau này nữa. Về phương diện sức khỏe của bạn tử thân trong ngày này, bạn lại đang gặp ngày có kim khí vượng. Điều này làm cho bạn cần phải chú ý tới chế độ sinh hoạt ăn uống của bản thân mình nếu không có sự điều chỉnh phù hợp bạn sẽ rất dễ mắc các bệnh liên quan tới dạ dày đường ruột hệ tiêu hóa nữa đâu nhé vài câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này. Từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội để phát tài nhanh chóng. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, nên chú ý tới chế độ ăn uống, sinh hoạt của bản thân. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, tiền bạc được gia tăng một cách đáng kể nhờ vào nghề tay trái, cũng có thể là việc kinh doanh buôn bán ở bên lề trước đó. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, tình cảm gia đình khó được hòa hợp mau thuận nảy sinh từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đừng có lơ là về sức khỏe của bản thân về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 17 số 78 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu ghi quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi tý tuổi tỵ tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có quý nhân tam hội trợ mệnh điều này sẽ giúp cho bạn có thể yên tâm với công việc hiện tại của mình với bạn tuổi Dậu mọi việc đang diễn ra đúng như những gì mà bạn mong muốn các mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được sự hài hòa giúp cho bạn có được nhiều cơ hội để gặp gỡ những đối tác tiềm năng nữa. Quan về phương diện tài lộc của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp được ngày của chính tài đồ mệnh. Điều này làm cho tình hình tài chính của bạn luôn ở trạng thái ổn định và có chiều hướng gia tăng thêm mỗi ngày. Và với bạn tuổi dậu, nếu như bạn biết nắm bắt lấy cơ hội, chắc chắn cơ hội thăng lương, tăng thưởng sẽ sớm tới với bạn mà thôi xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức là ngày 24 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này, theo hải thượng lạn ông, nhân thần nằm ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, tình hình tài chính được ổn định, và có chiều hướng gia tăng từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không nên tác động lên vị trí nhân thần trong ngày hôm nay từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tiền bạc được rộng rĩnh không lo túng thiếu từ vi tuổi tan dậu thuộc mệnh mộc nắm mắt và tận dụng các mối quan hệ xã giao để thúc đẩy cho sự nghiệp của mình tốt hơn. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim cần phải quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 71, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ giúp, điều này sẽ giúp cho con đường công danh, sự nghiệp của bạn trở nên hanh thông, suôn sẻ hơn rất nhiều. Với bạn tuổi Tuất, những công lao, thành tích của bạn được mọi người ghi nhận và cơ hội phát triển của bạn hứa hẹn sẽ ngày càng rộng mở hơn quan về phương diện tài lộc của bạn tuổi tuất trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của bạn được tỏa sáng hơn bao giờ hết với bạn tuổi tuất nguồn thu nhập chính lẫn thu nhập phụ liên tục được báo về tiền bạc ùn ùn đổ về túi khiến cho tâm trạng của bạn vui vẻ suốt cả ngày và không ít người phải trầm trò ngưỡng mộ ganh tị với bạn nữa. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi tuất trong ngày này, cũng đang có được báo hiệu rất tốt. Bạn gặp được đào hoa khởi vượng đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp với mình khi trong ngày đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Bạn tuổi tuất cũng đừng có vội từ chối những lời mời gặp mặt hẹn hò hay là giới thiệu của mọi người biết đâu bạn có thể gặp được một nửa của đời mình ở nơi đó thì sao nhá? vài câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, nỗ lực hết mình sẽ được đền đáp xứng đáng từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. À, đối với những bạn đang quản độc thân, có được cơ hội gặp được người ưng ý từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, sức khỏe có thể là một trong những mối lo trong thời gian này của bạn. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, tài lộc vượng phát, tăng tín một cách đáng ghen tị. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, tình cảm lứa đôi hài hòa, êm ấm, và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 21 số 83 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu vàng quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tuổi dần Từ với tuổi hỏi thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi điều này làm cho bạn cần phải đề phòng có kẻ tiểu nhân xuất hiện trong ngày hôm nay mà kẻ tiểu nhân ở trong bóng tối luôn tìm cơ hội để hạ bệ bạn bất cứ lúc nào vì vậy với bạn tuổi hợi bạn cần phải thật bình tĩnh để đối phó với bất cứ những rắc rối nào xảy ra với mình nhé lại thêm trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi cảnh báo cho bạn đang có nguy hiểm rình rập ngay trước mắt nếu như bạn không cẩn trọng có thể mắc phải những sai lầm một cách đáng tiếc và đó chính là lốc tai họa có thể ập đến với bạn nữa còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi hợi trong ngày này lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng điều này cho thấy sức khỏe của bạn được cải thiện một cách đáng kể trong khoảng thời gian này bạn cần phải tiếp tục duy trì những chế độ ăn uống sinh hoạt và nghỉ ngơi điều độ bạn sẽ chẳng còn phải lo phiền não về sức khỏe nữa vận trình tài lộc của bạn cũng ở bình ổn nhưng với bạn tuổi hợi bạn cũng cần phải tự tin với khả năng kiếm tiền của bản thân và không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều tới nỗi lo về tài chính nữa nhé về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đề phòng có kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại phá hoại công việc tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ sức khỏe được cải thiện một cách đáng kể tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc cần phải bình tĩnh để xử lý vấn đề mà mình đang gặp phải. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, nguy hiểm rình rập, cần phải hết sức thận trọng. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, các cặp đôi tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.